Cảm ơn. Có chuyện đó không? Có. Cho nên chúng tôi mới bảo các quý vị á, lên chùa ra pháp hội thì cứ viết một cái sớ, viết lá sớ cho đầy đủ vào. Riêng cái chùa Khai Nguyên của chúng ta đây á, viết sớ thì gì? Không một lá sớ không có quy định là phải bao nhiêu tiền, bao nhiêu tiền. Một số chùa họ quy định mỗi lá sớ phải 20.000, phải 50.000 hoặc 100.000. Nhưng chùa Khai Nguyên chúng ta là gì? Ngôi chùa xây dựng lên để hoằng pháp, ngôi chùa xây dựng lên để phục vụ nhân dân, phục vụ chính những tín đồ Phật tử chúng ta. Cho nên tất cả mọi việc ở chùa đều là để phục vụ nhân dân, phục vụ tín đồ Phật tử, kể cả những việc nhỏ nhất như là viết lá sớ hay là có cúng tuần 35, 49 vân vân. Không có phải bao nhiêu tiền nhà chùa mới cúng. Các quý vị chỉ cần nhất tâm đến nhà chùa sẽ nhận và làm lễ trang nghiêm đầy đủ cho các quý vị. Có điều kiện thì làm lớn, không có điều kiện thì làm nhỏ, mà thậm chí không có nữa nhà chùa vẫn làm cho. Thậm chí là nhà chùa gì trích một cái khoản từ thiện xã hội mà các Phật tử có điều kiện chúng ta bỏ còm công đức đó, trích cái khoản đó ra để làm cho các quý vị. Cứ viết đi, đừng có nghĩ ngại như là ở các chùa mua một lá sớ phải 20.000 hoặc 50.000. Viết cho là 10 cụ 10 lá sớ thì mất gì 20.000 thì mất 400.000, mất bố 200.000 rồi, 50.000 thì mất bố 500.000, trong túi chỉ có 100.000. Thế thì không dám viết sớ, đừng nghĩ như vậy. Đến đây các cụ cứ viết vô tư. Viết xong các cụ á, vái ban viết sớ rồi, thế cảm ơn các cụ nhé, cảm ơn các Phật tử, và các cụ đi vào lễ Phật. Còn có điều kiện thì các cụ thành tâm, 5 xu 1 hào, 50, 100 tùy tâm, để nhà chùa không bắt đóng góp, không bắt đóng góp, không phân bổ bất cứ một cái gì, kể cả xây chùa, làm tượng đúc chuông, không bắt ai đóng góp bất cứ một cái gì, kể cả người dân địa phương ở đây. Tùy tâm. Ngôi chùa này xây dựng lên là gì? Cho các Phật tử chúng ta cùng chung tay xây dựng lên, do các Phật tử cùng chung tay xây dựng lên. Cho nên cái mục đích phục vụ là gì? Phục vụ cho tất cả các Phật tử và tất cả những người dân, chứ không phải là ngôi chùa của tôi, không phải là ngôi chùa của mình dân xã Sơn Đông này. Mặc dù ngôi chùa này nằm trên địa bàn Sơn Đông, người và địa bàn Sơn Đông được hưởng nhiều nhất, nhưng mà thì ngôi chùa là ngôi chùa chung cho tất cả Phật tử thập phương chúng ta, ai đến cũng có thể tự do lễ bái và hành đạo, nhưng mà tất nhiên phải theo cái quy định của nhà chùa. Ví dụ như muốn đến ngủ qua đêm thì phải thì theo hướng dẫn của công an xã, của chính quyền địa phương là phải đăng ký tạm trú tạm vắng, cho nên là phải mang cái chứng minh thư đi và phải nộp cho gì bên phòng thông tin để họ làm cái tạm trú tạm vắng cho chúng ta, đúng với quy định pháp luật nhà nước hướng dẫn, chúng ta không được làm trái, thế thôi. Thế còn và ở đây thì phải gì theo cái nội quy của nhà chùa, không được cãi nhau, không được chửi nhau, không được gây rối trật tự ở trong chùa. Nếu mà gây rối cãi nhau chửi nhau thầy cũng mời ra khỏi chùa à, vì ngôi chùa là nơi trang nghiêm thanh tịnh để tu tập để hành đạo, chứ không phải là nơi gì, không phải là cái chợ để cho chúng ta gì muốn đến thì đến, muốn đi thì đi đó. Đây cũng nói thêm như vậy, cho nên cái trường hợp này á thì cũng nên viết. Và câu chuyện này không chỉ dừng lại ở đó đâu, nó ở trên chùa Tản Viên năm 2012 có một cái trường hợp nhà ở ngoài ở thôn Canh Kina của xã bên trên xã Minh Quang, gọi là xã Khánh Thượng. Cái trường hợp phá thai, có trường hợp phá thai. Vì phá thai khi nó thì còn mới có đâu 3-4 tháng tuổi trong mẹ, trong bào thai mẹ, cho nên chưa đặt tên, cho nên không viết sớ cho nó. Đi pháp hội như vậy chỉ viết tên các gia tiên và tên các vong mà đã đặt tên thôi. Và bắt đầu khi lễ xong một cái, xong pháp hội ngày thứ 3 một cái, tự nhiên là được một cái thì vừa xong một cái thì tự nhiên là mọi người bắt đầu ra về. Đi xuống được lưng chừng núi thì tự nhiên cô ấy bị cái vong nó nhập vào, và cứ đùng đùng nó chạy ngược lên và nó hành cho nó lao hết chỗ này chỗ nọ. Và cuối cùng lên thì hỏi, các sư hỏi làm đến 11 giờ đêm nó vẫn chưa tha cho. Lễ thế nào thì lễ trì chú hay làm cái gì, bất cứ cái gì nó không tha. Nó bảo vì vong thai nhi nó biết cái gì đâu, thai nhi là phải nịnh nó, chứ là trì chú chỉ chứ phải bắt nó, càng khóc nó càng dễ dụa, nó càng khiến cho đau đớn hơn. Thế tôi cứ nghe ầm ầm ở trên nhà pháp hội, đến 11 giờ thì có người mới nói là thầy lên thì giúp. Thế tôi lên tôi hỏi thì bắt đầu nó mới đứng dậy nó lễ, nó bảo rằng á, bạch thầy, con rất kính trọng thầy, nhờ có thầy mà con được biết tới Phật pháp, được đến đây. Nhưng mà con ghét là cái mẹ của con này, nó chỉ vào nó bảo con ghét cái mẹ của con này. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân,
giới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sinh về Cực Lạc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.